Nguyên tắc thoát thân của người Do Thái, đỉnh cao trí tuệ trong đối nhân xử thế. Nguyên tắc thoát thân của người Do Thái chính là cách để họ sống một đời thanh bình, là đỉnh cao trí tuệ đối nhân xử thế. Nguyên tắc thoát thân. Đôi khi cuộc sống có quá nhiều chuyện không vui xảy đến, khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Vậy làm sao có thể giải quyết được những cái vấn đề đó, sống một cuộc sống nhẹ nhõm và thư thái hơn? Người Do Thái có một câu chuyện như sau. Một ông chủ Do Thái nọ sai người hầu tới chợ mua một món đồ tốt nhất về cho mình. Kết quả, người đó mang về một cái lưỡi. Thấy vậy, ông chủ này mới sai người hầu đi mua một món đồ nào đó không tốt ở chợ. Thế nhưng, người này lại tiếp tục mang về một chiếc lưỡi. Lưỡi là nguồn cơn của thiện ác. Khi nó tốt, chẳng có gì có thể tốt hơn nó. Và khi nó xấu xa, thì cũng chẳng có gì có thể xấu xa hơn nó. Lấy làm lạ thì người chủ kia mới hỏi vì sao lại chỉ mua một chiếc lưỡi, dù là đồ tốt hay là đồ xấu. Người hầu trả lời, lưỡi là nguồn cơn của thiện ác. Khi nó tốt, chẳng có gì có thể tốt hơn nó. Và khi nó xấu xa, cũng chẳng có gì có thể xấu xa hơn nó. Người Do Thái vốn tôn trọng những ai biết cách ăn nói, lại đặc biệt ghét kẻ miệng lưỡi không xương. Trí tuệ đối nhân xử thế của họ chính là gặp những người lời nói không hay, hãy chạy đi. Ý nói là nguyên tắc thoát thân là như vậy. Và làm sao để thực hiện nguyên tắc thoát thân? Để thực hiện nguyên tắc thoát thân của người Do Thái thì chúng ta hãy làm 3 điều dưới đây. Thứ nhất là không giữ lời. Trên đời có câu, ác ngôn bất xuất khẩu, hà ngôn bất lưu nhĩ. Không giữ lời ở đây có nghĩa là nếu thấy lời nói khó nghe thì ta không cần phải để nó lọt vào tai, cũng đừng giữ trong lòng. Nếu không được thì hãy học cách thoát thân như người Do Thái, bỏ đi không nghe. Họ có quyền nói thì ta cũng có quyền nghe. Ta nên học cách chắt lọc, chứ đừng hấp thụ tất cả. Cứ như vậy, làm sao mà không mệt mỏi? Đừng suy nghĩ nhiều về lời nói của người khác, cũng đừng so đo, tính toán, cứ sởi lởi mà sống. Ác giả, ác báo, nghiệp báo chỉ là chưa tới ngay lập tức mà thôi. Thứ hai, không tin lời. Người Do Thái cho rằng lắm mồm là nguy hại hơn tất cả. Lời bịa đặt lâu ngày sẽ thành lời ác ý. Lời đồn thổi rồi cũng thành sự thật. Đừng đưa miệng lưỡi của mình đi đâu xa. Cứ quan tâm chuyện của mình là được. Emerson từng nói, phải có tư duy độc lập như khi suy nghĩ vấn đề, đừng chạy theo đám đông. Đừng có bạ gì thì nghe đấy, thấy gì thì tin nấy. Xã hội ngày nay đầy rẫy những tin tức bịa đặt, giả mạo. Ta cũng đừng quá tin tưởng lời nói của người khác. Đôi khi phiền não của ta thường đến từ việc quá dễ dàng tin lời người khác, để rồi bị lừa lọc và thiệt thòi. Không trách lời. Người Do Thái tin rằng, với những lời nói ác ý, ta không cần so đo, chấp vật để làm gì. Có những điều ta không nhất thiết phải nhìn thấu, cứ nhắm mắt mở cho qua là được. Gặp phải những điều không hay, đừng vội phản bác hay trách móc. Sau cùng, cây ngai không sợ chết đứng. Có những thứ không cần phải ra sức chứng minh thấu đáo. Ta việc gì phải phiền mình đi giáo dục người khác. So đo với kẻ ngốc, ta tự biến mình thành kẻ ngốc. Chấp vặt với người tầm thường, thì tự chúng ta cũng sẽ trở nên tầm thường. Ta sống đời mệt mỏi là vì người khác nói gì ta cũng nghe. Học được 3 trí tuệ này thì cuộc sống mới tự tại, nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Cảm ơn các bạn.